Rất đáo xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Vâng, ngày hôm nay em xin được giới thiệu đến anh chị một tác phẩm, một linh vật phong thủy vô cùng tuyệt vời và được coi là một con loài vật rất linh thiêng. Mời anh chị cùng vào thưởng lãm tác phẩm này với chúng em nhé chị nhé. Và anh chị nào yêu thích tác phẩm này thì hãy liên hệ với đến số điện thoại hotline của bên em ở bên dưới màn hình để có thể dinh tác phẩm này về trưng bày trong không gian nhà mình ạ. Vâng, ngày hôm nay em xin được giới thiệu đến anh chị một tác phẩm tượng long mã, một chú long mã chế tác trên chất liệu là gỗ chắc đỏ đen liền nguyên khối chị nhé. Vâng, long mã là một cái loài, là một con thú được ghép giữa rồng và ngựa, thì vừa có được những ưu điểm của những chú rồng cao quý, vừa có bên cạnh đó là những cái ưu điểm của chú ngựa, nên tạo nên một cái loài vật rất linh thiêng và rất được tín nhiệm. Vâng, trước tiên em mời bên chị cùng ngắm nhìn tác phẩm này. Được chế tác rất tỉ mỉ dưới chất liệu là gỗ chắc đỏ đen. Anh chị có thể nhìn thấy phôi gỗ chúng em chế tác là liền lạc hết, đặc kịp và là rất là cẩn thận nha chị nhá. Vâng, để nói về loài vật long mã như này thì là có sự kết hợp giữa rồng. Rồng thì có tính biến hóa uyển chuyển, còn ngựa thì có tính dũng mãnh và khôn ngoan, tạo nên một cái sự kết hợp rất tuyệt vời. Và hình ảnh long mã là mang tính đấu tranh, dùng giúp cho những người lãnh đạo tạo nên cái uy quyền. Và hình ảnh chú long mã thường được tạc với cái thế đứng uy nghi, phong thái hùng dũng, và đây cũng là một hóa thân của kỳ lân như chị nhé. Và sự kết hợp đặc biệt giữa rồng, lân và ngựa tạo nên một tác phẩm long mã rất linh thiêng. Đặc điểm của những chú long mã đó là có được sừng và bờm của rồng, mình thì mình của hươu xạ, đuôi bò, trán sói, và thân có vảy, thân thì có vảy của kỳ lân. Còn được cái bộ bàn chân và móng thì là móng ngựa. Và long mã là sự tượng trưng và kết hợp những cái hình ảnh, những cái yếu tố của những cái loài vật linh thiêng đó tạo nên một tác phẩm tượng long mã. Và tượng long mã vừa thể hiện những cái khả năng bay lượn, những cái uy nghi của cái linh vật đó là rồng, và vừa thể hiện được cái sự gần gũi nhanh nhẹn của cái loài vật bền bỉ đó là ngựa, tạo nên một cái hình tượng tượng trưng cho cái sự tung hoành của người nam nhi, tạo uy quyền cho những người lãnh đạo và hóa giải được những tham sát. Mời cái chị tiếp theo cùng em ngắm nhìn đến việc chế tác của tác phẩm này. Được sử dụng chất gỗ, một dòng gỗ cực kỳ quý hiếm, đó là dòng gỗ chắc đỏ đen. Dòng top thuộc dòng gỗ thuộc top đầu trong nhóm gỗ 1A. Chị thấy những cái đường vân gỗ đỏ đen được làm rất là hòa quyện đan xen đúng không ạ? Màu vân gỗ mà không thể nào mà nhân tạo được, toàn bộ là những cái màu sắc gỗ tự nhiên hết, với những cái đường nét đục rất tỉ mỉ chị nhá. Vâng, những cái cuộn mây của chúng em làm vô cùng sắc nét và tinh tế. Bên trên là những cái phần móng guốc và những cái chi tiết tỉa ở bên chân thân người, và đến từng cái bộ lông này, lông đuôi hay là những cái phần râu đều được tỉa hoàn toàn bằng tay, rất là nhẹ nhàng mềm mại. Và chị ngắm nhìn khuôn mặt này cũng rất có thần thái ạ. Vâng, một cái tác phẩm mang đến cả những cái sự may mắn, thể hiện sự uy quyền cũng như là tạo được những cái tạo được những cái điểm may mắn, những cái điều tốt lành đến cho gia chủ, đặc biệt là những anh chị mình có thể để bàn làm việc. Vâng, tạo uy quyền thêm cho cái khả năng lãnh đạo của bản thân. Mời anh chị cùng ngắm nhìn kể cả mặt trước mặt sau anh chị nhé, cả trước cả sau ạ, chúng em đều PU rất cẩn thận luôn ạ. PU cẩn thận kỹ lưỡng nha chị nhé. Tác phẩm long mã hỏa khí lân có kích thước là cao 43, rộng 30 và chiều sâu là 17.
với kích thước bao gồm cả kỷ rồi ạ. Còn kích thước nguyên phần tượng là cao 33, rộng 20 và chiều sâu là 14. Chất liệu là gỗ chắc đỏ đen, với giá của tác phẩm là 6.800.000 bao phí vận chuyển nha chị nhé. 6.800.000 tác phẩm này ạ. Anh chị yêu thích tác phẩm này thì hãy liên hệ đến số điện thoại hotline của chúng em ở bên dưới màn hình. Đó là 0938410333. Hoặc anh chị có thể comment tại video này kèm số điện thoại để bên em sẽ gọi điện đến tư vấn cho anh chị. Một lần nữa mời anh chị cùng ngắm nhìn lại tác phẩm. Bên em đã có bao gồm cả kỷ đi kèm, tặng kèm anh chị để anh chị trưng bày tác phẩm anh chị nhé. Một cái tác phẩm rất tuyệt vời để anh chị có thể để bàn, mang những cái ý nghĩa rất là linh thiêng. Và những cái đường nét đục được làm cực kỳ tinh tế ạ. Anh chị có thể nhìn thấy nguyên cái việc làm tạo sần hết, tạo vẩy hết cho những cái phần thân hình của chú long mã này thôi đã rất nhiều công rồi. Cho đến những cái đường tỉa rất mềm mại ở cái bộ tóc, bộ lông của chú lê, của chú long mã. Đẹp anh chị thấy không? Kể cả cái phần ức này, cái đường ức này đều tăm tắp với một chất liệu gỗ quá bền bỉ. Vâng, nếu mà nói về gỗ chắc thì anh chị có thể thấy là chất gỗ chắc là một dòng gỗ mà có một cái đặc điểm đó là chất gỗ rất bền bỉ, ít co ngót, không ít khi bị cong vênh và độ bền chắc rất là cao. Nên là các anh chị chơi những cái tác phẩm với chất liệu gỗ chắc thì ngoài việc là trưng bày phong thủy thì các anh chị còn lưu giữ lại được một cái phôi gỗ, một cái tác phẩm với chất gỗ quá tuyệt vời đấy ạ. Dù cho đặc biệt là khi mà hiện nay cái chất liệu gỗ chắc thì nó quá là hiếm rồi, thì các chị sở hữu những cái tác phẩm gỗ chắc thì cực kỳ giá trị, mình để chơi không bao giờ sợ mất đi giá trị, mà ngược lại giá trị của sản phẩm có khi còn tăng hơn rất nhiều so với thời gian ạ. Và em xin phép được báo lại kích thước cũng như giá của tác phẩm một lần nữa để anh chị mình cùng tham khảo. Tác phẩm long mã chất liệu gỗ chắc đỏ đen, cao 43, rộng 30 và chiều sâu là 17. Vâng. Kích thước nguyên phần tượng là cao 33, rộng 20 và sâu là 14. Với giá của tác phẩm là 6.800.000 bao phí vận chuyển anh chị nhé. Sau like anh chị nào yêu thích tác phẩm thì hãy liên hệ với số điện thoại của chúng em ở dưới màn hình là 0938410333. Vâng, em xin chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo anh chị nhé. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Anh chị yêu thích tác phẩm hãy đừng ngần ngại cho chúng em một lượt thích cũng như là những lời bình luận và những lượt chia sẻ vào video anh chị nhé. Và đừng quên bấm vào đăng ký kênh cho chúng em ạ để có thể cập nhật được những video mới nhất. Vâng, em xin chào và tạm biệt anh chị ạ.